Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Lời khen Chúa, xin thân ái kính chào toàn thể quý bạn trẻ ở trong một tuần lễ Chủ nhật đắc thắng và tốt lành ở trong danh Chúa Jesus Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng chữa lành. Danh của Ngài là Jehovah Rapha, là đấng chữa lành cho mọi bệnh tật của chúng ta. Ngài có thể chữa lành được ở trong thân thể của chúng ta và Ngài cũng đồng thời chữa lành cho tâm hồn của chúng ta, được quý mài chị em. Cảm ơn Chúa, buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ học về một sứ điệp, đó là chữa lành bệnh mặc cảm. Thưa quý mài chị em, mặc cảm cũng là một loại tâm bệnh mà Đức Chúa Trời Ngài cũng quan tâm và muốn chữa lành cho con người của chúng ta. Bởi vì nếu một người bị trói buộc ở trong tâm lý mặc cảm, họ sẽ không thể nào có thể hưởng được sự tự do và phước hạnh một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa để có thể bước đi và phục vụ Chúa một cách hiệu quả. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn phục hồi lại hình ảnh của Ngài ở trong tấm lòng của chúng ta, để chúng ta thấy được chính mình ở trong Đức Chúa Jesus Christ có giá trị như thế nào. Con người của chúng ta lúc ban đầu được Đức Chúa Trời Ngài dựng nên một cách tốt lành theo ảnh tượng của Ngài, ở trong sự sáng và vinh hiển của Ngài. Con người của chúng ta lúc ban đầu được tạo dựng ở trong sự hoàn hảo và đầy tự tin ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng vì cớ phạm tội, cho nên tội lỗi nó đã đi vào trong thế gian và làm lu mờ hình ảnh của Đức Chúa Trời trong linh hồn của mỗi người chúng ta. Và điều này dẫn đến một sự sa sút và mặc cảm ở trong tâm linh, khiến cho con người không dám đến gần Đức Chúa Trời và không thể tận hưởng được tất cả mọi phước hạnh mà Chúa Ngài đã dựng nên ở trên thế gian này. Và Đức Chúa Trời Ngài có một kế hoạch, có một chương trình cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ để phục hồi và làm mới lại hình ảnh của Đức Chúa Trời bên trong tâm linh của chúng ta qua dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời Ngài muốn sử dụng những con người không ra gì ở trong thế gian này để làm hổ thẹn những thế lực mạnh mẽ, quyền năng và khôn răng của ma quỷ. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài không thể sử dụng một con người bị chiếm hữu bởi sự mặc cảm ở trong linh hồn đó. Và trong thánh chúng ta thấy được là có những con người khi mà Chúa Ngài đã hiện ra với họ và Chúa Ngài muốn chọn họ, Chúa gọi họ vào trong chương trình của Ngài để công tác với Ngài. Nhưng mà họ đã vì cớ sự mặc cảm, họ vì cớ những sự xấu hổ ở trong bản thân mà họ không dám tự tin để bước đi theo Chúa. Và Chúa Ngài có cách của Ngài để khiến cho họ được chữa lành và họ có sự tự tin hơn để có thể dạn dĩ bước ra và bước đi cùng với Chúa. Lời của Chúa trong sách Roma đoạn 8 câu 1 cho đến câu 2 chắc rằng là: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đáng phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói rõ ràng với chúng ta rằng là hiện nay chẳng còn có sự đáng phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Cái từ đáng phạt ở đây đó là sự định tội, quý mài chèm. Đó là một cái sự mặc cảm, một cái sự đe nặng, một gánh nặng về một sự đoán phạt ở trong tấm lòng của người đó. Và khi một người ở trong tâm trạng của một người mặc cảm thì người đó cũng đang tự đoán phạt chính mình bởi những cái tâm lý dằn vặt như vậy. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn tha thứ và muốn chữa lành cho chúng ta để chúng ta được buông tha, được giải thoát ra khỏi những sự mặc cảm, những sự tự ti, những cái mặc cảm tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Nó không có được rõ cho lắm đúng không? Như vậy tôi sẽ đổi lại cái mic này bởi vì nó bị thử làm lại, thử tắt đi rồi mình phát lại được không? Âm thanh nó không được rõ đúng không? Không sao. Rồi, trong cuộc sống thì chúng ta cũng đã nghe nói và thường nhắc đến cụm từ đó là mặc cảm. Ví dụ như là chúng ta thường nghe một người nói rằng là tôi mặc cảm về chiều cao khiêm tốn của tôi. Tôi mặc cảm bởi vì tôi quá ốm hay là tôi quá mập. Hoặc là mặc cảm về một lỗi lầm nào đó ở trong quá khứ. Cũng có khi là ai đó nhận xét về chúng ta. Chúng ta là một người ít học. Hoặc là chúng ta là con nhà nghèo. Hoặc nặng hơn nữa, đó là chúng ta là một người dân tộc thiểu số, hoặc là một người ở nông thôn, không phải là một người dân thành thị. Thưa quý bà chị em, tất cả những cái mặc cảm đó
là những cái tình cảm u tối và phức tạp ở trong tình trạng dồn nén của tâm hồn con người. Và mặc cảm thì có nhiều loại, chúng ta có thể nói đến ba loại mặc cảm ở trong buổi chiều nay. Thứ nhất đó là mặc cảm tự ti, thứ hai đó là mặc cảm tự tôn, và thứ ba đó là mặc cảm tội lỗi. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về mặc cảm tự ti và những giải pháp cho cái sự mặc cảm tự ti này. Theo các nhà tâm lý thì mặc cảm tự ti đó là toàn bộ những cách ứng xử nhằm gạt bỏ những cảm giác sợ hãi, lo âu, tự ti, khó chịu. Đó là một sự phản ứng có tính chất tâm lý về sự thua kém của mình so với và tự ti đó là một dấu hiệu của tâm lý mặc cảm về thân phận, nên không dám tranh luận, thi thố hay là thể hiện mình trước người khác. Những người tự ti thì thường rất là khó để mà thành công ở trong cuộc sống, bởi vì sự tự ti làm cho họ khó hòa nhập được với tập thể, cộng đồng và xã hội. Cho nên người tự ti thì họ luôn khép kín và thu mình, không dám thể hiện bản thân, và cho nên từ đó họ đã không thể thành công được ở trong cuộc sống và thậm chí là ở trong công việc của họ thắng. Một người tự ti họ sẽ khước từ sự kêu gọi của Chúa, hoặc là họ không dám nhận cái sự kêu gọi của Chúa một cách giản dị ở trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, bởi vì họ cứ nhìn vào trong cá nhân của họ mà họ không dám nhìn vào trong sự kêu gọi của Chúa và lời của Ngài. Và làm thế nào để chúng ta có thể giải thoát chính mình ra khỏi những sự mặc cảm tự ti? Và khi chúng ta giải thoát chính mình ra khỏi những sự mặc cảm tự ti, chúng ta sẽ thấy được con người chúng ta hoàn toàn khác với mài chèo. Khi soi mình ở trong gương, bạn có bao giờ thích hình ảnh của mình hiện ra trước mắt không? Bạn nghĩ mình có những kỹ năng quý báu tiềm ẩn nào không? Bạn có thể đứng vững trước những áp lực của bạn bè đồng lứa không? Bạn có sẵn sàng tiếp nhận một cách tích cực những lời phê bình hợp lý hay không? Bạn có chế ngự được cảm xúc khi bị người khác đánh giá sai về mình không? Bạn có cảm giác được mọi người yêu thương không? Bạn có vui mừng cùng người khác khi thấy họ thành công không? Bạn có nghĩ là mình tương đối thành công trong hiện tại không? Nếu tất cả những câu trả lời này đều là không, thì có lẽ chính bản thân chúng ta không nhìn thấy những ưu điểm của mình do bị sự tự ti che khuất. Quý mài chị em ơi, một người tự ti là một người sẽ không thể thành công ở trong cuộc sống hiện tại và không thể thành công ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi xin nhắc lại, một người tự ti sẽ không bao giờ có thể được phước và kết quả theo ý muốn của Đức Chúa Trời được, quý mài chị em. Bởi vì người đó đang tự hạn chế bản thân của mình để mình có thể tiến lên trong ơn của Chúa. Người đó đang nhìn vào cá nhân của mình và không dám tin rằng là Đức Chúa Trời có thể thay đổi một con người hèn hạ như họ trở thành một con người vĩ đại và đầy phước hạnh của Chúa. Và chúng ta thấy được là thời của Abraham, ông là tổ phụ của đức tin, bởi vì trước ông chưa có một người nào dám bước đi theo Chúa và dám tin rằng là họ có thể làm được những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Cho đến khi mà Đức Chúa Trời Ngài đã hiện ra với Abraham trong cái độ tuổi mà tưởng chừng như rằng là không ai có thể làm được việc lớn nữa, đó là độ tuổi 75 tuổi. Khi mà ông không có con và Chúa hiện ra với ông trong lúc mà ông 75 tuổi như vậy, Chúa nói rằng ông sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc và Chúa sẽ khiến cho ông trở thành một dân tộc lớn. Thì tôi có thể hiểu được cái cảm giác của Abraham lúc bấy giờ, ông sẽ cảm thấy mặc cảm trước cái sự kêu gọi to lớn, vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ôi Chúa ơi, tại sao mà con 75 tuổi như thế này Chúa Ngài có thể làm những việc lớn lao trên đời sống của con? Sao Chúa không chọn cái người thanh niên trẻ tuổi hơn? Mà 75 tuổi rồi, bây giờ già hết xíu quách rồi mà lại không có con nữa, mà Chúa nói rằng con sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc. Đó là một cái sự thách thức rất lớn cho Abraham với mài chèm. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời Ngài cũng vẫn có những Abraham mà Ngài vẫn hiện ra với họ qua việc đọc lời của Chúa mỗi ngày. Chúa có thể phán với chúng ta những lời hứa rất là lớn lao, nhưng mà chúng ta lại thấy mình chỉ là một cái con kiến ở trong một cái rừng rất là rộng lớn. Có thể chúng ta nhìn thấy mình giống như hạt cát ở trong một sa mạc, và chúng ta không dám tin rằng là mình có thể làm được những việc mà Chúa hứa với chúng ta. Có thể mình cảm thấy mình là một người đầy mặc cảm, và có thể từ bé mình đã phải lớn lên trong một gia đình mà tại đó cha mẹ của chúng ta thường hay la mắng chúng ta. Và các nhà tâm lý học người ta nghiên cứu rằng là những đứa trẻ tự ti mặc cảm
đều có một xuất thân từ trong một gia đình bị chửi mắng. Những đứa trẻ thường hay bị đánh đòn, bị cha mẹ đánh đập mà dường như là không hiểu lý do tại sao, thì những đứa trẻ đó đều có những sự tổn thương và mặc cảm. Và có những cái lời nói rất là tệ hại của cha mẹ đã ảnh hưởng trên cuộc đời của những đứa trẻ đó. Có những đứa trẻ may mắn hơn thì nó không có ở trong cái môi trường như vậy. Nhưng mà đa phần những đứa trẻ sống ở trong môi trường như vậy đều có những sự mặc cảm. Và lớn lên với một cái sự định tội rằng là tôi chẳng phải là một cái gì cả. Bởi vì từ bé mình đã từng nghe cha mẹ mình nói rằng là mày lớn lên mày chỉ có đi hút rác thôi, mày học mà không có lên đại học là mày không có làm ăn được cái gì nổi hết. Mày thấy con người ta không, con hàng xóm người chàng ơi, nó đi học ở thành phố Hồ Chí Minh, nó học ở trường đại học gì đó, nó học bây giờ làm tới ông này bà nọ rồi, còn mày trong cái đó mày không làm ăn được cái sự gì hết. Quý mài cha ơi, những người như vậy họ cần phải được giải cứu và được Chúa ngài chữa lành khỏi những cái sự mặc cảm. Bởi vì nếu không á, Chúa ngài hiện ra và trao cho họ một cục quà giá trị rất lớn nhưng mà họ không dám nhận. Bởi vì sao? Họ thấy bản thân mình không xứng đáng để nhận cái món quà đó. Và Chúa buổi chiều hôm nay muốn giải cứu chúng ta, muốn ban phước cho chúng ta qua lời của ngài, để chúng ta thấy được là con người của chúng ta cần được chữa lành khỏi những cái tổn thương sâu xa và những sự mặc cảm ở trong đời sống của chúng ta. Có những người tự ti về thân phận và xuất thân cấp thấp kém của mình. Có thể mình cảm thấy tự ti bởi vì mình là một người dân tộc thiểu số, nghèo khó và ít học. Hoặc có người khác thì tự ti bởi vì mình là một người mồ côi cha, mồ côi mẹ từ bé. Mình sống không có cha mẹ giống như là những cái người bạn khác. Ở trong khi đó hàng xóm của mình, những người bạn của mình lại có cha có mẹ đầy đủ và mình cảm thấy mình tủi thân thân. Quý mài cha ơi, những cái điều như vậy nó sẽ khiến cho chúng ta mất đi cái hy vọng ở trong tương lai. Có thể mình cảm thấy mặc cảm bởi vì mình là một người có ngoại hình xấu xí. Bạn bè ở trong lớp, trong trường cười chê mình rằng là mình là một cái đứa mập quá khổ, hoặc là da đen thui, nhìn giống như là mấy người Phi Châu, hoặc là chê bai một cái khuyết điểm nào đó trong cơ thể của chúng ta. Hoặc là mình có một cái tật nào đó ở trong trong đời sống của chúng ta và mình không thể khắc phục được. Chẳng hạn như mình là một người hay nói cà lăm hoặc là nói lắp. Và bạn bè chê bai chúng ta vì một cái tật xấu như vậy. Có thể chúng ta không thể tự sửa chữa được bản thân mình, nhưng mà người ta đã nói xấu về chúng ta như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức thánh tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Cảm ơn Chúa. Cho dù chúng ta là một người dân tộc, hoặc là người thiểu số, hoặc là một cái người không ra gì ở trong thế gian này, nhưng chúng ta là một dân tộc thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta là một dân được Chúa lựa chọn, là dân tộc cao cấp nhất ở trong cả vũ trụ này. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình thua súc người Mỹ, thua súc người châu Âu, thua súc những người ở những quốc gia phương Tây phát triển khác. Nhưng quý mài chem có biết một sự thật rằng là nếu một người không có Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống họ thì họ vẫn là cái bó củi ở trong quả ngục không? Cho dù người ta có văn minh khôn ngoan, giàu có học thức như thế nào chăng nữa, địa vị như thế nào chăng nữa, nhưng nếu không có Chúa Giêsu Christ thì tất cả những thứ kia chỉ là rác rớt mà thôi. Cái điều quan trọng nhất của một người cần phải có được ở trên thế gian này đó là phải có Chúa Giêsu Christ mà em. Nếu không có Chúa Giêsu Christ thì những cái thứ kia chẳng là cái gì hết. Nếu không có Chúa Giêsu Christ thì những cái giàu có vàng bạc khôn ngoan học thức địa vị kia nó chỉ là thứ yếu mà thôi, nó không có là cái gì hết quý anh chị em. Cho nên cái điều quan trọng nhất mà một người sống ở trên hành tinh này cần phải có đó là mình phải có đức tin và có siêng gì của Chúa Giêsu Christ ở trong tấm lòng của mình. Cho dù quý vị được sinh ra trên núi hay là ở dưới biển, quý vị ở trong rừng sâu hay là ở hải đảo sơn hà nào đó, quý vị có Chúa Giêsu Christ, quý vị vẫn là một công dân ưu tú của thiên đàng.
Bởi vì cần phải nhìn thấy chính mình ở trong ảnh tượng của Chúa Giêsu Christ quý mài cha. Lúc đó chúng ta sẽ được thoát khỏi những cái sự mặc cảm thấp kém bản thân của mình. À, chúng ta sẽ không còn tự trách thân, trách phận nữa. Ôi, Chúa ơi, sao Chúa lại cho con được sinh ra trong một cái gia đình như thế này? Con cảm thấy mặc cảm, con cảm thấy xấu hổ bởi vì con là người có xuất thân ở tỉnh lẻ. Con xuất thân ở trong một dân tộc thiểu số, nghèo khó, ít học như vậy. Quý mài cha ơi, hãy nói ngược lại. Đó là tôi là người đặc biệt. Tôi là người mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa. Tôi thuộc về Ngài và Ngài đang biết đổi tôi trong hình ảnh của Chúa Thế Giê-xu. Tôi được Chúa Ngài yêu thương. Đức Chúa Trời Ngài yêu thương tôi với điều kiện. Tình yêu thương của Ngài không rời đổi và Ngài vẫn đang tiếp tục yêu thương tôi. Tôi được Chúa tha thứ. Đức Chúa Trời đã tha thứ vĩnh viễn mọi tội lỗi của tôi và đã tiếp nhận tôi vào đại gia đình của Ngài. Quý mài cha ơi, đừng mặc cảm về bản thân của mình. Bởi vì chính sự mặc cảm đó nó sẽ làm cho chúng ta mất đi niềm vui mừng ở trên con đường chúng ta đi theo Chúa mỗi ngày. Từ bé tôi rất là mặc cảm về cái màu da của tôi. Tôi muốn mình phải có màu da trắng giống như thằng bạn thân của tôi đó. Bạn thân của tôi nó trắng trẻo, nhìn đẹp trai lắm. Còn tôi thì trong khi đó da thì không được trắng cho lắm. Và trong cái tâm trí, cái tiềm thức của mình á, mình thấy cái da trắng đó là da sang trọng. Cái màu da đó là da đặc biệt, da được phước. Còn mình da đen như thế này là mình chắc là dòng dõi Canaan bị rủa xả. Và tôi đã cố gắng, trong tuổi thiếu niên của tôi cố gắng tôi mua kem trắng da, rồi kem dưỡng trắng, rồi những cái mỹ phẩm để làm trắng da. Mà trong một vài tuần lễ đầu á, tôi sử dụng thì thấy có hiệu quả thiệt, nó da nó bớt đen hơn chút. Nhưng mà khi mà không sử dụng mỹ phẩm nữa thì nó còn đen hơn nữa quý mài cha. Tôi cảm thấy cuộc đời của mình sao mà khốn khổ quá, màu da của mình nó đen ngay từ nhỏ. Tại sao mà Chúa không cho con cái làn da màu trắng mà lại cho cái làn da bánh ít như thế này? Tôi cố gắng tìm cách để thay đổi làn da của mình nhưng mà vẫn không thể thay đổi được cho đến ngày hôm nay quý mài cha. Nhưng quý vị lưu ý nè, cái điều phép lạ của Chúa xảy ra đó là khi Chúa Ngài kêu gọi tôi và Chúa Ngài sử dụng tôi thì tôi tạ ơn Chúa khi mà tôi đi qua những cái vùng miền mà ở đó người dân người ta là người có làn da nâu giống như tôi, thì người ta lại rất là thích và thích đến gần với tôi để trò chuyện tâm tình với tôi. Tôi có nhiều cơ hội hơn để tôi đến gần với những người dân tộc và tôi có thể bắt chuyện với họ, tôi có thể làm quen. Con làm được cái giỡn. Anh nghe lời Chúa được cái giỡn nha. Và khi mà tôi lên ở những miền núi, miền cao, vùng sâu, vùng xa đó quý vị, thì tôi có thể ngồi ăn chung với lại những người đồng bào. Và họ nhìn tôi rất là thân thiện và tôi không có khoảng cách gì với họ hết. Tôi như là một với họ vậy. Không có sự phân biệt về màu da, sắc tộc. Vừa rồi thì tôi đi Buôn Ma Thuột. Tôi đi chung xe với lại một anh thanh niên, người AD, da trắng. Và khi tôi đi với anh này thì tôi là da đen, đúng không? Tôi là người Kinh da đen. Nhưng mà người ta lại nói rằng là sao mà cái ông người AD da đen này mà ông nói tiếng Kinh sỏi quá, nói tiếng Kinh hay quá. Còn trong khi đó cái người Kinh mà da trắng cái kìa lại nói tiếng Việt sao mà dở vậy? Tại người ta cứ in trí rằng là chỉ có người AD mới da đen thôi. Còn tôi là người da đen là chắc là AD. Tôi vui lắm bởi vì cái điều này nó khiến cho tôi có một cái lợi thế để tôi có thể đi truyền giáo ở trong những cái vùng sâu vùng xa và không ai có thể phát hiện ở tôi là người Kinh. Tạ ơn Chúa, tôi có thể cầu nguyện và tôi có thể chúc phước cho nhiều người đồng bào họ đang mặc cảm và tự ái vì cớ cái làn da về cái sắc tộc của họ. Thậm chí tôi cầu nguyện đem đến sự chữa lành cho những tấm lòng của người đồng bào. Họ là những người họ sống ở trong sự mặc cảm về thân phận của họ. Có người nói với tôi, mục sư biết không, từ bé em rất là ghét cái gốc dân tộc của em. Em tự trách bản thân mình, trách thân, trách phận, trách số phận. Tại sao mà em lại sinh ra là người đồng bào mà em không phải sinh ra ở dưới thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những cái chỗ khác? Tôi nói rằng đây là cái chương trình của Chúa.
Tại vì trước khi mà em sinh ra thì Đức Chúa Trời Ngài đã quyết định cho em là nam hay nữ. Chúa đã chọn cho em cái tên của Ngài rồi. Và Chúa đã cho em được sinh ra trong gia đình nào. Quốc tịch của em là gì? Và em là trai hay là gái? Em là con thứ mấy ở trong gia đình? Và Chúa Ngài đã quyết định hết tất cả mọi sự trong đời của em. Em không thể nào thay đổi được gì đó. Để qua đó Chúa có thể ban phước cho em và sử dụng em cách lớn lao hơn cho những người có hoàn cảnh cùng giống như em. Tạ ơn Chúa. Tôi bây giờ tôi phát hiện rằng là làn da của tôi nó có một lợi thế. Qua Philippines, tôi ngồi trên xe buýt, cái người Philippines bên cạnh tôi nói, người ta nói tiếng Tagalog, tức là cái tiếng bản xứ của họ đó. Tôi trả lời rằng Apoi Vietnamese, tức là tôi là người Việt Nam. Cái nó hả? Anh là người Việt Nam hả? Đúng rồi, yes, right, I'm Vietnamese. À, tôi nói tiếng Anh với họ, họ nói, ồ vậy hả, nhìn sao giống người Philippines quá. À, và tôi cảm ơn Chúa bởi vì cái làn da của tôi là làn da quốc tế, đi đâu người ta cũng tiếp nhận được. Tôi nói làn da quốc tế là bởi vì quý vị biết rằng là cái người mà đẹp nhất hành tinh này á, xếp thứ 5 đẹp nhất hành tinh này đó là người AD, người Hoa hậu tên là Hồ Henie. Hồ Henie, cái làn da của Hồ Henie đó là đẹp nhất hành tinh này quý vị. Và tôi tự hào bởi vì cái làn da của tôi giống Hồ Henie. Cảm ơn Chúa. Quý vị thấy không? Chúa Ngài có chương trình. Khi mà Chúa Ngài cho chúng ta được sinh ra trong một cái màu da nào đó, trong một cái chủng tộc nào đó, Chúa Ngài có chương trình để chúng ta có thể trở thành nguồn phước và khích lệ cho nhiều người khác. Mà tôi không biết, quý bà cho em, tôi không biết cái điều đó. Tôi mặc cảm và tự ái vì cái màu da của tôi, cho đến khi Chúa Ngài sử dụng tôi theo cách đặc biệt của Chúa. Bây giờ nếu tôi qua Mỹ là người ta sẽ nhận biết tôi ngay là người Việt Nam hay là người châu Á. Nhưng mà tôi nếu sống ở đây thì người ta sẽ không biết tôi là người ở xứ nào đấy hết, đúng không? Qua Philippines thì cứ tưởng là Philippines. Tôi qua Indo, thậm chí tôi ngồi trên máy bay với những người Hồi giáo, giáo Indo, họ cũng da như tôi luôn. Họ cũng không biết tôi là người Việt Nam nữa. Qua Malaysia cũng vậy nữa quý vị. Cái làn da của tôi là làn da quốc tế. Cảm ơn Chúa. Tự hào không? Tự hào. Và trước đây thì tôi rất là mặc cảm quý vị. Nhưng mà bây giờ thì Chúa Ngài làm phép lạ để tôi không còn mặc cảm nữa. Tạ ơn Chúa. Ở trong Kinh Thánh có những người họ cảm thấy mặc cảm, tự ti về thân phận của họ. Thứ nhất đó là Gideon. Ở trong các quan sát đoạn 6 câu 11 cho đến câu thứ 16 thì chép về việc một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã hiện ra với Gideon. Và thiên sứ của Chúa đã nói cùng với người như thế này: hỡi người dũng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Gideon thưa rằng: ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai-cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Midian. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Midian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasseh, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Midian như đánh một người vậy. Khi mà Chúa Ngài chọn Gideon để mà trở thành một người quan sát giải cứu dân Israel thì ông nói rằng là: ôi Chúa ơi, tôi ở trong họ của tôi là nghèo hơn hết, tôi là người nhỏ hơn hết ở trong nhà của cha tôi. Quý vị thấy không? Ông đang mặc cảm, ông tự ti về thân phận của mình. Có bao giờ quý vị cảm thấy ở trong gia đình của mình, trong gia tộc của mình là người nhỏ nhất không? Trời ơi, Chúa ơi, Chúa chọn anh cả chứ sao Chúa chọn con út út mà tiếng nói con đâu có ra gì đâu. Quý vị ơi, cái chương trình của Chúa mình không hiểu nổi được. Nhưng mà khi Chúa chọn, hãy amen với Chúa và Chúa sẽ làm phép lạ cho đời sống của chúng ta. Vua Sơ-lơ cũng vậy. Vua Sơ-lơ cũng là một người lúc bắt đầu khi mà Chúa Ngài gọi ông và Chúa chọn ông á, thì ông cũng cảm thấy mình là một người rất là hèn hạ. Ở trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn số 9 câu 21 chép rằng là: tôi chỉ là một người Benjamin, là một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel, nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Benjamin. Nhưng sao ông nói với tôi giọng như vậy? Khi mà Đức Chúa Trời Ngài phán qua tiên tri Sa-mu-ên rằng là Sa-lơ sẽ trở thành một người được sức giàu và được cao trọng, thì ông đã nói rằng là
tôi chỉ là một người Benjamin. Và chúng ta biết rằng là Benjamin là chi phái Úc ở trong 12 chi phái. Và đã là người Benjamin rồi, nhưng mà nhà của ông, họ của ông lại là hèn hèn mọn hơn hết ở trong các nhà của chi phái Benjamin. Là Chúa ngài chọn những cái điều rất là nhỏ, đúng không quý mạng cha? Chúa chọn cái điều gì đó bé lắm, nhưng mà qua cái điều đó Chúa ngài có thể làm hổ thẹn những thế lực của ma quỷ, và ngài đánh bại những cái thế lực lớn lao nghịch lại với Chúa qua những con người rất là nhỏ bé và tầm thường như vậy. Rồi nhân vật tiếp theo nữa mà có một cái đời sống rất là khổ và đầy những mặc cảm, đó là Gia-bê. Ở trong Sử ký thứ nhất đoạn số 4 câu 9 đến câu 10, Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng: ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Tại Chúa ở đây chúng ta thấy được là Đức Chúa Trời ngài nhìn biết được đời sống của Gia-bê. Gia-bê sinh ra trong sự đau đớn. Và cái từ Gia-bê ở trong tiếng Hebrew đó là cái từ đau đớn, khổ sở, cực nhọc, không ra gì, đầy dậy như sự rủa xả và tối tăm. Và chúng ta có thể hình dung được là khi mà Gia-bê còn bé thì ông đi đâu cũng đều bị người ta gọi là: ê, cái thằng đau đớn tới đây, khổ sở tới đây, cái thằng bị rủa xả tới đây, cái thằng nhục nhã tới đây. Quý vị ơi, mình có thể hiểu được là cái tâm trạng Gia-bê nó không được tốt lắm khi mà nghe người ta nói cái tên mình như vậy. Và thế là Gia-bê đã cầu nguyện với Chúa: xin Chúa ban phước cho con, mở bờ cõi con rộng lớn. Quý vị thấy không, một người tự ti, đầy mặc cảm thì họ sẽ không thể nào có thể đi xa được, họ không thể nào mà có mối quan hệ rộng lớn được. Họ chỉ có thể ru rú ở tại nhà và không dám tiếp xúc với ai hết. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Quý vị ơi, nếu quý vị muốn được giải thoát ra khỏi những sự mặc cảm, hãy đến và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúa ngài sẽ giải cứu chúng ta. Chúa sẽ mở rộng bờ cõi và các mối quan hệ của chúng ta. Chúa sẽ mở rộng những cái ơn và những talent cũng như là những khả năng của chúng ta. Đôi khi chúng ta mặc cảm, mình là người nói lắp, mình không dám giảng lời của Chúa, mình không dám trở thành mục sư, mình không dám trở thành một người lãnh đạo thuộc linh ở trong hội thánh, bởi vì mình có một cái khuyết điểm nào đó ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị ơi, tôi kết lại quý vị ở trong lòng thương xót của Chúa, hãy đến với ngài và xin Chúa ngài gia tăng bờ cõi của chúng ta, gia tăng những cái ơn của chúng ta, gia tăng khả năng của chúng ta. Có thể trước đây chúng ta không phải là một người có tài hùng biện, không phải là một người có cái sự ăn nói lưu loát, nhưng mà nếu chúng ta đầu phục Chúa và chúng ta trao dâng mô miệng của mình cho Chúa, thì Chúa sẽ đặt đại lộ ngài trên mô miệng của chúng ta, và chúng ta sẽ nói ra những lời khôn ngoan và đầy dậy sức giàu của Chúa. Nếu chúng ta là một người học ít và chúng ta không phải là một người học cao hiếu rộng, quý vị ơi, hãy cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa, thần của ngài ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta trở nên xuất sắc ở trong mọi lĩnh vực mà chúng ta trước đây chúng ta chưa bao giờ có cái trải nghiệm. Tôi tin rằng là khi Thánh Linh của Chúa ngài đến trên quý mài cho em, thì ngài sẽ khiến cho con số 0 trở thành con số 10. Khi Thánh Linh của Chúa ngài đến trên chúng ta thì Chúa sẽ khiến cho cuộc đời tan vỡ của chúng ta trở thành một cuộc đời đầy dậy phước hạnh để chúc phước cho nhiều người khác xung quanh chúng ta. Cảm ơn Chúa. Giải pháp cho những người mặc cảm đó là chúng ta cần phải nhìn thấy định dạng bản thân của mình và giá trị của chính mình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ hai, hãy học cách trân quý bản thân mình như cách mà Đức Chúa Giêsu Christ yêu quý bạn. Thứ ba, hãy công bố lời Chúa cho bản thân chúng ta trong sự cầu nguyện và đức tin mỗi ngày. Thứ tư, học cách mở lòng với Đức Chúa Trời và với những người xung quanh. Thứ năm, hãy dạn dĩ bước ra và hòa nhập với cuộc sống và những người xung quanh bạn. Nếu một người chỉ ở nhà và ru rú với cái điện thoại, không dám tiếp xúc với ai, thì người đó tự đang làm khổ chính mình. Người đó đang tự chết dần chết mòn trong cái hộp mà mình tạo ra. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, hãy nhìn vào trong lời của Chúa và nhìn thấy được bản thân của mình được dựng nên theo hình ảnh lớn lao và vĩ đại của Đức Chúa Trời lúc ban đầu. Nếu chúng ta có phạm tội hoặc là có một cái sự sai lầm nào đó trong quá khứ của chúng ta,
thì xin huyết Chúa Giêsu Christ tẩy sạch chúng ta và cho chúng ta được phục hồi trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Để chúng ta thấy được là mình là con của Đức Chúa Trời chứ không phải mình là con của cha mẹ mình. Có một người đồng bào đã nói với tôi rằng: mục sư ơi, cách đây vài tháng trước á, em đã được Chúa thay đổi qua bài hát Ta Là Ai của Isaac Thái. Khi mà em cảm thấy bản thân mình chẳng là gì hết mà tại sao Chúa yêu thương mình như vậy, thì tình cờ em mở YouTube lên và em nghe cái bài hát Ta Là Ai, Ta Là Con của Đức Chúa Trời của Isaac Thái hát ở trên YouTube, và em ấy đã khóc và được thay đổi. Bởi vì cớ trước đây mình cứ nghĩ mình là con của cha mẹ mình chỉ là con của người đồng bào sắc tộc, chứ mình không nghĩ rằng mình là con của Đức Chúa Trời chí cao. Cảm ơn Chúa, cái lời bài hát đó đã thay đổi em ấy. Quý mà cha ơi, hãy để cho lời của Đức Chúa Trời thay đổi bản thân của chúng ta. Hình dung được mình là những công nương hoàng tử ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuyệt vời không quý mài chen. Và nhờ huyết của Chúa Jesus Christ mà chúng ta được mặc lấy sự vinh hiển và phước hạnh của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Lời của Chúa trong Roma đoạn 10 câu 11 chép rằng là: vả Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Câu ở trong Thi Thiên đoạn số 25 câu số 3 chép rằng là: thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn, còn những kẻ làm gian trá vô cớ chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là những ai trông cậy Chúa sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Ai tin Chúa sẽ không bao giờ bị hổ thẹn quý mà cho em. Như vậy nếu chúng ta lật ngược lại câu này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là người nào mà tin Chúa rồi mà còn cảm thấy mặc cảm, còn hổ thẹn đó, thì người đó chưa thật sự ở trong Chúa Giêsu, đúng không? Ai tin Chúa thật sự, ai mà người phó thác cho Chúa thật sự cuộc đời của mình, thì người đó sẽ thấy được bản thân của mình là một người trọn vẹn, không tì vết, là một nàng dâu trinh sạch của Đấng Christ, là một người được tha thứ quá khứ, tội lỗi của chúng ta đã được qua đi rồi. Trong Chúa Giêsu Christ mọi sự được trở nên mới. Chúng ta được có một quốc tịch mới, đó là quốc tịch thiên đàng. Amen. Dạ. Quốc tịch thiên đàng là quốc tịch cao quý nhất ở trên hành tinh này. Có nhiều người họ bỏ tiền hàng tỷ đồng để mà mua quốc tịch của Mỹ hoặc là mua quốc tịch của đất nước châu Âu nào đó. Nhưng mà chúng ta có biết một điều rằng là ngay cả dân Mỹ và dân châu Âu bây giờ họ vẫn phải tin Chúa Jesus Christ thì họ mới được cứu rỗi linh hồn không? Như vậy thì quốc tịch thiên đàng là quốc tịch cao quý nhất mà chính Chúa Jesus Christ Ngài đã phải chết một cái chết rất là đau đớn và nhục nhã trên thập giá cách đây 2 năm về trước để ban cho chúng ta. Đó là giá không thể nào có thể trả được bằng tiền bạc vật chất. Cho nên chúng ta hãy nhìn thấy chính mình là một người được phước bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta không phải hổ thẹn, không phải cỡ gì hết quý mời chị em. Sau này nếu có một người Mỹ hoặc là một người nước ngoài nào đó bắt tay với chúng ta, ngồi bên cạnh uống cà phê với chúng ta có dám tự tin và dạn dĩ để nhìn thẳng vào mắt của họ và nói chuyện với họ như là những người bạn không? Tôi thấy có những người họ sống ở trong sự mặc cảm rất là tội nghiệp quý mài chen, tức là khi mình ngồi đến bên cạnh họ đó họ không dám nhìn thẳng vô mắt của mình để mà nói chuyện như là một người bên cạnh họ. Khi mà tôi đi truyền giáo ở Cà Mau hoặc là ở những cái vùng sâu vùng xa đó quý vị, tôi thấy có những người họ không dám nhìn thẳng mắt của mình, họ nhìn mình ô cái ông mục sư để cho thành phố xuống, ô ổng giống như trên cao còn mình chỉ thấp này nè. Cho nên là khi mà nói chuyện với mục sư á là không dám nhìn thẳng cho mắt mục sư, họ cảm thấy mặc cảm bởi vì họ là người ở tỉnh lẻ, còn mình á là người ở thành phố. Ủa như vậy chứ Chúa yêu dân thành phố hay là Chúa yêu dân ở tỉnh lẻ nông thôn? Amen. Đức Chúa Trời Ngài yêu thương thế gian chứ Ngài không yêu thương dân thành phố hoặc là dân nông thôn, đúng không ạ? Tất cả mọi người Chúa đều yêu quý như nhau hết. Chỉ có con người của mình còn phân biệt vùng miền, phân biệt tiếng nói, phân biệt màu da, phân biệt sắc tộc. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì Ngài không phân biệt ai hết. Ở trong Chúa chúng ta chỉ có một thứ dân mà thôi, đó là dân Israel thuộc linh của Chúa. Amen. Rồi, đó là mặc cảm tự ti. Chúng ta giải quyết bằng cách chúng ta cầu nguyện với Chúa và công bố lời của Chúa ở trong sự cầu nguyện. Lời của Chúa sẽ thay đổi chúng ta và khiến cho chúng ta được nhấc cao lên ở trong sự vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Rồi, mặc cảm thứ hai đó là mặc cảm tự tôn. Đây là loại mặc cảm nó ngược lại với mặc cảm tự ti.
Biểu hiện của là mặc cảm này đó là cá nhân đó thường quá đề cao mình và mong muốn mọi người phải thừa nhận khả năng của mình cao hơn thực tế của nó. Nói cách khác, người mặc cảm tự tôn thì họ luôn muốn cho người khác phải đề cao chính mình. Và khi mà không được như ý thì họ sẽ bị dằn vặt, đặt đau khổ, vỡ mộng bởi vì mình đã không được mọi người chấp nhận như mình tưởng. Ở trong Thánh có những người như thế này, đó là người Pharisee và Sadducee. Cái nhóm Pharisee và Sadducee đã xuất hiện trước Chúa Giêsu khoảng hơn 100 năm. Và họ có một bề dày lịch sử để mà nghiên cứu luật pháp Môi-se và lập ra rất là nhiều cái kinh luật ở trong giáo phái của họ. Họ tự hào họ là một giáo phái thánh khiết. Và họ có bề dày để mà dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho dân chúng. Và có rất là nhiều người đã tin và đã theo họ. Nhưng mà thình lình khi Chúa Giêsu xuất hiện thì dân chúng họ bỏ những người Pharisee và đi theo Chúa Giêsu. Thế là những người Pharisee, thầy thông giáo và người Sadducee đã cảm thấy tự ái. Họ thấy rằng là dân chúng không còn tôn trọng mình nữa, dân chúng không còn đề cao mình nữa. Và thế là họ mất đi cái quyền lực của họ, mất đi cái sức ảnh hưởng của họ cho dân chúng. Và thế là họ đã mặc cảm tự tôn và họ ghét Chúa Giêsu. Họ tìm cách để tiêu diệt và trừ khử Chúa Giêsu. Và quý mài chị em ơi, cái mặc cảm tự tôn này nó là một trong những cái hình thức của sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo ngầm đó quý vị, nó phải là một cái sự kiêu ngạo rõ ràng, nhưng mà nó là một cái sự tự ái, nó xuất phát từ trong cái sự kiêu ngạo. Và để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta cần phải hạ mình xuống để Chúa Ngài thương xót chúng ta. Bởi vì nếu không hạ mình xuống thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ đối với người kiêu ngạo, Chúa sẽ làm gì quý mài chị em? Phi rơ nhất đoạn 5 câu số 5 nói rằng là Đức Chúa Trời Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy thì ai có ý tưởng kiêu ngạo thì người đó sẽ bị Chúa Ngài chống cự. Làm sao mà mình có thể thờ phượng Chúa và phục vụ một đấng đang chống cự lại từ lễ mình quý mài chị em? Làm sao mình có thể thờ phượng một đấng đang chống cự lại mình? Không thể nào được. Có nhiều du khách khi mà đến Huế thì họ nhận xét như thế này: người Huế khó tính quá, buôn bán kinh doanh mà sao ít nụ cười, chẳng có đon đả mời chào khiến người mua không khỏi ái ngại. Tại vì những cái người bán ở đó khi mà hỏi món hàng là bao nhiêu thì những người bán thì họ không có nhiệt tình để mà nói giá cả, hoặc là như là ở miền Nam mình hoặc là ở miền Bắc là luôn luôn mời chào nhiệt tình. Thì có một nhà nghiên cứu lịch sử họ đã cho biết như thế này: trong tiến trình lịch sử mấy trăm năm, Đế Đô đã từng là nơi hội tụ tinh hoa đất nước trong một thời gian dài, đã khiến cho người Huế luôn có cảm giác được lịch sử phát lên mình vầng hào quang của tầng cư dân kinh kỳ. Tuy nhiên, cũng chính điều kiện lịch sử của một kinh đô phong kiến Bụi Thái Trào đã khiến cho người Huế phải sống trong chênh giữa cái hư và cái thực, giữa danh phận kiêu sa trong quá khứ và số phận không như mình mong muốn ở trong hiện tại. Điều đó đã hình thành nên một mẫu hình mà người ta thường gọi là chất mệ trong con người Huế, hình thành nên kiểu tính cách ẩn chứa mặc cảm tự tôn. Không chỉ giới quý tộc, chất mệ ấy đã lan tỏa và thấm sâu vào đại bộ phận các tầng lớp người dân thông qua hệ thống dinh thự nơi những ông hoàng bà chúa rất gần với thường dân để tương sinh. Vậy thì mình thấy rằng là có những dân tộc họ lại đầy những cái sự mặc cảm tự tôn. Tại vì sao? Trong quá khứ lịch sử của họ, họ là dân tộc thượng đẳng, họ đã là những người cai trị ở trong thời quá khứ. Cho dẫu rằng bây giờ trong hiện tại họ không còn cai trị và là tầng lớp cao cấp đó nữa, nhưng mà cái quá khứ đó khiến cho họ sống ở trong một cái gọi là một cái ảo ảnh đó quý vị. Và cho đến bây giờ họ vẫn cứ cho rằng mình là có danh phận kiêu sa. Và đó cũng cần phải xin Chúa Ngài thương xót. Hạ mình xuống quý mài chị em. Ở trong Roma đoạn 12 câu 3 chép rằng là: vậy nhờ ơn Chúa đã ban cho tôi, tôi nói với mọi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Paulo đã nói rằng là chúng ta cần phải có một tâm tình tầm thường thôi, đừng có cao quá lẻ. Quá khứ của chúng ta đã qua hết rồi quý mài chị em. Quá khứ nhục nhã ê chề hay là quá khứ vinh hoa,
đầy lấp lắm thế nào cho nữa thì Đức Chúa Trời ngày cho qua hết rồi. Hiện tại chúng ta vẫn là dân của Đức Chúa Trời, ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ không phải trong sự vinh hiển của thế gian. Sự vinh hiển của thế gian đều sẽ qua đi, nó chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng mà cái sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Chúa, đó mới là sự vinh hiển mang tính đời đời. Gia Cơ đoạn 4 câu 8 trên câu 10 chép rằng là: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Còn ai hay lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Vậy thì một người mặc cảm tự tôn, họ sẽ không thể nào được ơn và được phước của Chúa. Họ cần phải hạ mình xuống để Chúa Ngài có thể nhắc họ lên. Quý bà cho em muốn Chúa nhắc lên hay là tự mình nhắc mình lên? Mình tự mình nhắc mình lên thì có kẻ khác đạp xuống được, đúng không? Nhưng mà Chúa nhắc chúng ta lên thì ai mà đạp mình xuống thì người đó cũng xuống theo, xuống trước mình luôn. Và mình không thể nào mà bị hại được, quý bà cho em. Khi mà Chúa nhắc Joseph lên, các anh của Joseph có thể hạ Joseph được không? Có thể hạ Joseph xuống được không? Được chứ, quăng xuống hố à, đúng không? Nhưng mà không giết Joseph được, đúng không? Có thể trước mắt đó họ hạ xuống, nhưng mà về lâu về dài trong chương trình của Chúa thì các anh Joseph không thể nào có thể triệt hạ được Joseph. Bởi vì cớ Đức Chúa Trời Ngài muốn ban phước cho Joseph, và Ngài muốn nhìn thấy cái sự khiêm nhường hạ mình của Joseph. Cho đến đúng thời điểm thì Chúa Ngài nhắc Joseph lên. Tuyệt vời không quý mài chen? Cho nên là con cái Chúa, chúng ta không cần phải tự tôn, chúng ta không cần phải tự vỗ ngực xưng tên rồi cho rằng là mình là hơn người khác vì cái quá khứ gia đình của mình, hoặc là gia tộc của tôi là phải nói là ở khu này là đứng đầu. Nhắc đến cái gia tộc của tôi thôi là tôn nữ, công tằng tôn nữ gì đó là người ta phải nể phục. Quý mài cho em ơi, cái đó đối với Chúa nó chẳng là cái đinh gì hết á. Không phải tôi nói như vậy để sỉ nhục quý vị, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái thực tế ở trong lẽ thật của Chúa, đó là trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài không tay vị ai hết, đúng không ạ? Đối với Chúa, người Mỹ hay là người Việt, người dân tộc thiểu số hay là người thành thị, người quý tộc hay là người hạ đẳng, đều là một ở trước mặt Chúa hết. Chúng ta tất cả đều cần có sự thương xót của Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi mặc cảm thứ ba mà Đức Chúa Trời Ngài muốn giải phóng chúng ta, đó là mặc cảm tội lỗi. Ở trong cuộc sống thì có lẽ chúng ta cũng đã từng gặp rất là nhiều người mang mặc cảm tội lỗi. Ngay cả bản thân của chúng ta đôi khi cũng có những lần mang lấy mặc cảm tội lỗi này. Bởi vì trong cuộc đời này không ai có thể tránh được những bất pháp, những sai lầm. Và vì thế có những lúc chúng ta cảm thấy mình sao mà tội lỗi quá. Rồi chúng ta tự đau khổ, tự dằn vặt chính mình về những yếu đuối bất toàn của chúng ta. Và điều tệ hại hơn đó là mặc cảm tội lỗi nó khiến chúng ta nghi ngờ sự hiện diện, sự chu cấp và những lời hứa của Chúa cho đời sống của chúng ta. Khiến cho chúng ta khó tin rằng là Chúa có thể yêu thương chúng ta, tha tội chúng ta. Và những cái cảm giác tiêu cực đó nó sẽ đẩy chúng ta xuống đáy của sự vô tín và nghi ngờ. Mặc cảm tội lỗi có thể khiến chúng ta quên mình, quên đi cái thực tế đó là Chúa Ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi những sự định tội. Và chúng ta sẽ sống ở trong sự lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt chính mình vì cớ những tội lỗi của mình. Quý mà cha em ơi, đừng bao giờ để cho sự mặc cảm tội lỗi nó đè chúng ta và khiến chúng ta không dám đến gần với Đức Chúa Trời. Nó khiến chúng ta càng ngày càng xa cách khỏi Chúa và bỏ nhóm, bỏ đọc lời của Chúa, bỏ cầu nguyện, bỏ tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là những cái sai lầm mà một người mặc cảm xấu hổ, tự ti do tội lỗi gây ra. Nó khiến cho người đó bị mắc mưu ma quỷ là như vậy. Ở trong Kinh Thánh có những con người họ đầy những mặc cảm tội lỗi như là Mary Magdalene. Nhưng mà Chúa Ngài đã thăm viếng và thay đổi con người này. Mary Magdalene vốn xuất thân là một cô gái điếm. Kinh Thánh nói rằng là bà là một người đàn bà xấu nết. Và từ trong Mary Magdalene có 7 con quỷ dữ. Bởi vì trong quá trình hành nghề thì quỷ đã bước vào trong đời sống của Mary Magdalene. Nhưng mà Chúa đã giải cứu bà. Và bà đã không còn mặc cảm, nhưng mà bà đã đi theo Chúa và trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Rồi có người đàn bà thứ hai ở trong Kinh Thánh đầy những sự mặc cảm mà Chúa giải thoát bà ấy, đó là người đàn bà Samari ở bên giếng Gia-cốp. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 4 câu từ câu 1 cho đến hết đoạn, chúng ta thấy được cái người phụ nữ này
đã có 5 đời chồng. 5 đời chồng quý vị, tức là 5 người chồng ở với 5 người chồng đó nhưng mà không có giấy hôn thú gì hết. Và bà phải lựa cái lúc mà giữa trưa, cái lúc mà nắng nóng nhất, không có ai đi múc nước á, thì bà mới đi, để không ai thấy được mình. Và khi mà bà đi lúc giữa trưa như vậy thì đã thấy được Chúa Giêsu đang ngồi ở tại giếng Gia-cốp để mà chờ vậy. Chúa biết được cái thời điểm nào Chúa có thể thăm viếng người phụ nữ này. Bởi vì bà ấy luôn luôn lảng tránh đám đông và không bao giờ muốn gặp ai hết. Bởi vì bà ấy có mặc cảm tội lỗi. Mình là một người tội lỗi, mình là một người phụ nữ xấu nét không ra gì. Nếu ai đó thấy mình như vậy, người ta hỏi thăm mình thì mình phải trả lời mệt lắm. Thôi bây giờ mình đi cái lúc mà giữa trưa, cái nắng nóng nhất, cái lúc mà không ai đi, để không có ai làm phiền mình hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu Ngài đã thay đổi bà ấy qua cuộc gặp định mệnh đó. Bà được thay đổi và bà không còn mắc cỡ, mặc cảm với những người xung quanh nữa. Quý mà chè. Rồi có Matthew, có Sa-chê là những người đã được Chúa Ngài thay đổi những cái mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, bởi vì họ là thường thu thuế. Cái thánh nói rằng là họ là những người xấu nết, giàu có lắm, xa hoa lắm, tiền bạc nhiều lắm, bạn bè thì giàu sang phú quý nhiều lắm, nhưng mà danh dự thì không có. Ai cũng xa lánh bởi vì cớ những người đó làm việc cho chính quyền tay sai của La Mã. Và trong mắt mọi người thì Matthew, Sa-chê là những con người đang chết, những con người không đáng được Chúa thương xót. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Ngài đã đến và Ngài đã gặp những con người đó. Chúa đã tha tội cho họ và Chúa Ngài ban ơn, Chúa thay đổi cuộc đời của họ. Họ không còn mặc cảm, họ không còn xấu hổ nữa. Khi Chúa bước vào nhà của họ thì họ đã bằng lòng để mở rộng tiếp đón Chúa. Dẫu rằng những người xung quanh nói với Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu bước vào nhà Sa-chê đó, thì người ta nói rằng là người này vào trong nhà kẻ có tội mà trò. Thì Sa-chê đã nói rằng là đây Chúa, tôi sẽ bán phân nửa gia tài của tôi để phân chia cho người nghèo khó. Và nếu từ hôm nay trở đi tôi có làm hại ai thì tôi sẽ đền gấp 4 lần. Quý bà xem ơi, đó là thái độ ăn năn thật. Và Chúa đã nói rằng là hôm nay sự cứu rỗi đã vào trong nhà này. Cảm ơn Chúa. Chúa có thể thay đổi con người chúng ta. Từ mặc cảm tội lỗi trở nên đầy vinh hiển trong ơn của Chúa. Có một cái lỗi lầm nào đó trong quá khứ mà chúng ta hay tự trách bản thân mình, hay tự lên án bản thân mình, hoặc là mình nói mình là cái thằng đáng chết, mình không được Chúa thương xót đâu, tôi đáng chết. Quý bà chị em ơi, nguyện lời của Chúa buổi chiều nay thay đổi chúng ta, để chúng ta thấy rằng là mình không đáng chết, nhưng mà mình đang sống. Mình đáng được Chúa thương xót, mình đáng được nhận ân điển của Chúa cho đời sống của chúng ta nhiều hơn. Và nhân vật đầy mặc cảm tội lỗi mà trong mùa lễ thương khó vừa qua chúng ta đã nhắc đến, đó chính là Peter. Trước khi mà Chúa Giêsu đại diện thương khó thì ông nói rằng là ai mà chối Chúa đó, ai phản Chúa đó, chứ tôi không bao giờ tôi bán Chúa, tôi không bao giờ tôi phản Chúa hết, tôi sẽ liều mạng sống tôi vì cớ Chúa. Nhưng mà đúng một cái, ngay trong cái đêm bị bệnh đó thì ông đã chối Chúa 3 lần. Quý mà chè, tôi hỏi quý vị rằng là cái cảm giác lúc đó sau khi ông ăn năn thì Peter đã cảm thấy thế nào? Xấu hổ đúng không? Chúa Giêsu Ngài nhìn một cái nhìn đầy nhân từ và Peter đã hòa khóc, ăn năn và thông hối. Nhưng mà sau khi ăn năn thì có lẽ cái cảm giác mặc cảm tội lỗi vẫn còn trong đời sống của Peter. Mình từng là một người sứ đồ trưởng ở trong 12 sứ đồ, đã từng được Chúa ưu ái, được Chúa ưu tiên, được Chúa Ngài quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà mình lại thất bại ở trong việc xưng nhận Chúa tới 3 lần. Có lẽ Peter cũng cảm thấy mình không xứng đáng để trở thành một người tiếp tục để ra truyền tin lành của Chúa. Nhưng mà tạ Chúa đã giải phóng Peter ra khỏi những mặc cảm tội lỗi đó quý mời chị em. Chúa đã đem Peter trở lại với tình yêu ban đầu và cho ông được phục hồi trở lại trong mối quan hệ tốt lành với Chúa. Và Chúa không kể đến những quá khứ thất bại của Peter và các sứ đồ, và Chúa Ngài ban cho họ có cơ hội để họ có thể tiến lên phòng cao và kinh nghiệm được sự đổ đầy quyền năng thánh linh của Chúa trên phòng cao trong ngày lễ Muôn Tuần. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài thay đổi chúng ta để chúng ta trở thành những con người không còn xấu hổ, không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Có thể chúng ta đã từng mặc cảm bởi vì cớ mình đã thất bại nhiều lần, cùng một cái tội lỗi đó mà bị thất bại rất là nhiều lần trước đây.
và cùng với trong danh Đức Chúa Jesus, quý vị sẽ được tự do ra khỏi tất cả mọi cái sự đoán phạt và những sự đính tội của ma quỷ ở trên đời sống của quý vị. Hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus, bởi vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus buông tha chúng ta khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Chúa Ngài sẽ rửa sạch tất cả những xấu hổ trên đời sống của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 45 câu 17 chép rằng là Dân Israel đã được Đức Giê-hô-va cứu cho, được sự cứu đời đời, đến đời đời vô cùng, các ngươi không còn mang hổ mang nhơ. Dân Nhất đoạn 1 câu 9 chép rằng là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều dạng ngang. Lời của Chúa hứa rằng là nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa thành tín công bình để tha tội. Không phải tha một vài tội đâu, nhưng mà là tha mọi tội lỗi, đúng không ạ? Mọi điều dạng ác. Ê-sai đoạn 1 câu 18 chép rằng là Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điệu sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lòng chiền. Ê-sai đoạn 44 câu 22 chép rằng là ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây, hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Cảm ơn Chúa, đó là những lời hứa mà Chúa Ngài hứa rằng Ngài sẽ tha thứ chúng ta. Dù là tội ác của chúng ta nó đáng chết, nó đậm, nó mức độ nó như thế nào chứ nữa, thì Chúa Ngài vẫn có thể tha tội chúng ta và khiến chúng ta được sạch trong khỏi tất cả mọi tội lỗi. Và khi Chúa tha thì Chúa không còn nhớ đến nữa và Chúa không kể đến cái tội lỗi đó để chúng ta phải xấu hổ. Thi Thiên đoạn 103 câu 12 chép rằng là phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bao nhiêu. Vậy thì phương Đông và phương Tây không bao giờ gặp nhau, đúng không? Mặt trời mọc hướng Đông, lặn ở hướng Tây thì Đông và Tây không bao giờ gặp nhau được. Như vậy thì khi Chúa Ngài đem tội lỗi của chúng ta qua đây thì chúng ta sẽ được qua đây. Và tôi và tội lỗi sẽ không còn bao giờ gặp nhau được. Quý vị chọn tin lời của Chúa hay là chọn tin vào trong cảm giác của mình? Bởi vì sau khi chúng ta ăn năn đó thì ma quỷ là kẻ lừa dối, nó vẫn sẽ đến nhắc lại cho chúng ta về quá khứ tội lỗi của chúng ta. Nó sẽ nhắc cho chúng ta về những thất bại của chúng ta, về những sai lầm của chúng ta. Và đến lúc đó chúng ta không đứng vững trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta tiếp nhận những lời dối trá của nó. Ô Chúa, Ngài có lẽ Ngài không tha thứ cho tôi, hôm qua tôi đã ăn năn xưng tội trong nhà của Chúa rồi. Ô tại sao bây giờ tôi cảm thấy mình vẫn còn định tội vậy? Quý mài cha ơi, hãy đuổi đi tất cả những cái sự định tội đó, bởi vì nó không đến từ Đức Chúa Trời. Nó không đến từ Chúa đâu, nhưng mà đến từ ma quỷ. Tại vì Chúa nói rằng là Ngài tha thứ thì Ngài tha một lần hết, chứ Ngài không bao giờ nhắc đi nhắc lại cái quá khứ tội lỗi của chúng ta. Cái sự cáo trách của Thánh Linh của Chúa khác với lại cái sự định tội của ma quỷ. Ở chỗ đó là sự cáo trách của Chúa nó sẽ giúp chúng ta nhận biết tội lỗi và đến gần với Chúa để ăn năn và xin Chúa Ngài tha thứ cho mình để mình được phục hồi và tiếp tục bước đi với Chúa. Còn cái sự định tội của ma quỷ đó là nó khiến cho mình thấy tội lỗi của mình và tìm cách để đi ra ngoài thắt cổ tự tử, giống như Judas Iscariot đã sống với sự định tội và không thể thắng được cái mặc cảm tội lỗi và ông đã chết. Nhưng mà Phi-rơ đã được cáo trách bởi Thánh Linh của Chúa thì ông đã ăn năn và ông đã không có đến cái chỗ chết giống như Judas Iscariot. Quý vị ơi, cái điều quý vị cảm nhận trong lòng của mình mỗi ngày về tội lỗi của mình, nó đem chúng ta đến với sự ăn năn thì nó đến từ Chúa. Nhưng mà nó đem chúng ta đến cái chỗ treo cổ tự tử thì đó là đến từ ma quỷ. Amen. Nếu quý vị biết rằng là mình là người có tội, hãy đến với Chúa và cầu nguyện kiêng ăn hạ mình, ăn năn trước mặt Chúa đi quý vị. Hãy mở cái lời của Chúa ra cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con theo lời của Ngài. Đó mới thật sự là Thánh Linh của Chúa làm việc. Amen. Tôi cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa Ngài đến cho quý mài cho em, để quý mài cho em sẽ không còn sống ở trong sự xấu hổ nữa. Quý mài cho em sẽ không còn sống ở trong sự mặc cảm nữa, quý mài cho em. Dù là chúng ta mặc cảm tự ti, mặc cảm về tội lỗi, chúng ta mặc cảm tự tôn chứ nữa, thì Chúa Ngài đã có quyền năng của Ngài ở trong lời của Chúa để thay thế cái sự xấu hổ đó bằng sự vinh hiển của Ngài. Ê-sai đoạn 61 câu 7 chép rằng là các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ, chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhục nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần ở trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Cảm ơn Chúa, Chúa hứa rằng là chúng ta sẽ được gấp hai để mà thay vì cái sự xấu hổ mặc cảm. Nếu trong những ngày vừa qua chúng ta đã sống ở trong sự mặc cảm xấu hổ, tôi cầu nguyện xin Chúa cho quý vị được giàu hơn gấp đôi. Quý vị sẽ được thành công gấp đôi. Quý vị sẽ được
kết quả gấp đôi ở trong ơn của Chúa. Đây là lời của Chúa. Amen. Xin Chúa ngày ban phước cho quý vị để quý vị sẽ có lương tháng gấp đôi so với lại những tháng vừa qua. Làm việc sẽ được năng suất gấp đôi. Amen không chị Hương? Tôi cầu nguyện xin Chúa cho chị gấp 3 lần luôn để chị có thể sớm trả nợ. Có thể mình đã sống ở trong sự hổ quá lâu rồi, nhưng mà hôm nay chính là thời điểm mà Chúa ngày sẽ thăm viếng và Chúa sẽ thay đổi thân phận của chúng ta. Nhưng mà trước hết tâm lòng của chúng ta cần phải được thay đổi để chúng ta không còn sống ở trong sự mặc cảm và tự ti nữa. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày nhất chúng ta lên để chúng ta được nhìn thấy cái sự sáng của Chúa đang bao phủ chúng ta, hào quang rực rỡ của Đức Chúa Trời đang đội trên đầu của chúng ta. Không phải là hào quang rực rỡ của thế gian đâu quý mài chứ, nhưng mà là hào quang của Thánh Linh. Khi thần của Chúa ngài đến, ngài sẽ cất nhắc chúng ta lên ở trong sự cao trọng và trong sự thịnh vượng của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 cho đến câu 14, lời của Chúa chép rằng là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhờ huyết ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân điển phong phú mà Đức Chúa Trời đã ban xuống đầy tràn trên chúng ta. Xin Chúa ngài cho chúng ta được mặc lấy sự tha thứ của Chúa. Chúng ta không còn chán ghét bản thân mình nữa, không còn thù hận chính mình nữa, không còn tự trách mình, tôi là người thế này, tôi là người thế kia nữa. Nhưng mà hãy nói rằng là tôi là người được Chúa yêu thương, được Chúa tiếp nhận, tôi là người được phước, tôi là người được thành công, được thịnh vượng, được sức dầu, được kết quả ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Xin mời quý vị cùng nhấn lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu dâu chúng con, cảm ơn ngài bởi vì lời của Chúa buổi chiều nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con là dân tộc thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con mỗi người đều được sinh ra theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Và trong Chúa Giêsu Christ chúng con được Chúa ngài tha thứ, được Chúa ngài rửa sạch bởi dòng huyết cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Chúng con được tái sanh, chúng con được đổ đầy Thánh Linh của Chúa và chúng con được mặc lấy quyền phép và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên tâm linh của chúng con. Lạy Chúa, ma quỷ nó không muốn chúng con nhìn thấy được chính mình theo như lời của Chúa, nhưng mà nó làm cho méo mó tâm trí của chúng con qua những sự thất bại, qua những lời nhạo báng khinh chê của người này người kia từ trong gia đình, từ khi mà chúng con còn bé cho đến khi chúng con lớn lên, chúng con trưởng thành, chúng con đi học hoặc là chúng con đi làm, chúng con đã bị những người bạn xung quanh chúng con cười chê chúng con. Có thể vì một khuyết điểm nào đó ở trong thân thể của chúng con, hoặc là trong cá tính của chúng con, hoặc là trong con người của chúng con có một khuyết điểm nào đó mà người ta đã cười chê chúng con và khiến chúng con bị xấu hổ, mặc cảm trong những năm tháng vừa qua. Lạy Chúa, xin huyết của Chúa Giêsu Christ tẩy sạch chúng con để chúng con giờ phút này không còn mặc cảm về bản thân của chúng con nữa. Chúng con cũng không xấu hổ về thân phận của chúng con là người dân tộc này hoặc là dân tộc kia. Chúng con không còn xấu hổ vì cớ chúng con xuất thân là một người mồ côi, hoặc là không cha không mẹ, hoặc là nghèo nàn rách rưới gì cả. Nhưng cảm ơn Chúa bởi vì mọi quá khứ đó Chúa ngài đã tha thứ và Chúa đã xóa đi để chúng con bây giờ được hưởng một hiện tại đầy ơn và vinh hiển ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã gánh đi tất cả những sự xấu hổ, những sự sỉ nhục thay chúng con rồi ở trên thập tự giá. Chúa Giêsu ơi, mọi sự mặc cảm của chúng con Chúa Giêsu ngài đã mang lấy ở trên thập tự giá rồi, và Chúa đã chịu xấu hổ thay chúng con để chúng con giờ phút này được phước và được ơn ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Cha bởi vì ngài có một chương trình lớn lao dành cho mọi đời sống của chúng con. Và Chúa ngài dùng những cái sự khiếm khuyết ở trên cơ thể của chúng con hoặc là trong đời sống của chúng con để làm sáng danh ngài qua sự kêu gọi của Chúa, qua những công tác mà Chúa trao chúng con làm ở trong hiện tại và trong tương lai, để Chúa ngài được vinh hiển và được ngợi khen qua những khiếm khuyết và những yếu đuối đó của chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng con là những người thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, và chúng con không sống ở trong xác thịt theo như thế gian, nhưng mà chúng con sẽ sống ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng con mỗi ngày được nhìn thấy rằng là mình là một dân tộc thánh của Chúa, là dân Israel thuộc linh của ngài, là dân tộc được lựa chọn, được Chúa yêu quý, được Chúa thương xót, được Chúa ban phước cho. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa gãy tất cả những sự mặc cảm tự ti, những cái sự mặc cảm tội lỗi ở trong đời sống của chúng con, những sự lên án định tội của ma quỷ, nó khiến chúng con không dám tin rằng là Chúa có thể tha thứ và tha tội chúng con. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, những quyền lực của linh sự định tội, những linh của sự kiện cáo, những linh của sự cướp chức của diệt đến từ ma quỷ, nó phải lui ra khỏi dân sự của Chúa giờ phút này, để chúng con được cởi bỏ tâm trí thất bại, tâm trí của sự nghèo thiếu, tâm trí của sự tội lỗi, để chúng con có được một tâm trí sáng láng, một tâm trí công chính của dòng huyết cứu chuộc của Chúa Jesus Christ, để chúng con tiếp tục bước đi theo ngài. Và cho dù chúng con có thất bại, nhưng mà Chúa là đấng giúp đỡ chúng con để chúng con được trỗi dậy và được thành công. Còn cảm ơn Chúa bởi vì trong ngài chúng con có sự cứu chuộc.
chúng con có sự tha tội. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài không ban chúng con một tâm thần nhút nhát, bây là một tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu Christ, những sự nhút nhát, những sự mặc cảm, những sự tự ti đó nó phải rơi xa khỏi chúng con, bởi vì nó không đến từ Đức Chúa Trời. Nó đến từ ma quỷ thì nó phải rơi xa khỏi chúng con mãi mãi và không được phép trở lại với chúng con nữa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa dấy lên hội thánh của Ngài ở trong sự tự tin mạnh mẽ, trong sự sức dầu của Ngài, để mỗi ngày chúng con nhìn thấy rằng chúng con là những người được phước của Chúa. Chúng con đi đâu, chúng con làm gì, chúng con cũng đều được thành công, bởi vì chúng con có sự tự tin và Chúa ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước chúng con để chúng con luôn biết khiêm nhường hạ mình, và chúng con sẽ được phước một cách lâu dài. Xin đừng để chúng con bị mặc cảm tự tôn. Chúng con đừng xin đừng để chúng con nghĩ rằng chúng con là ai, là người cao hơn người khác. Nhưng xin Chúa cho chúng con được mặc lấy một tâm tình tầm thường của Đức Chúa Jesus Christ, để chúng con mỗi ngày được ơn càng hơn ở trong Chúa Jesus Christ và trong sự khiêm nhường hạ mình của Ngài. Còn cảm ơn Chúa, chúng con dâng tất cả mọi sự ngợi khen, sự vinh hiển, sự tôn trọng, ngợi khen quyền phép thuộc về Ngài, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.